bạn ơi, sáng giờ thì mình lên mình khóa một cái cống. Hiện tại cống giờ nó bự dữ lắm mà nó dài tới đây các bạn. Sáng giờ có mình lu bu, bà xã mình thì lo con cái, rồi mình thì mình mất làm nên mình không có quay với bạn xem nhiều được. Giờ đuôi cống dài từ trong đây ra các bạn, mà giờ mình phải lấy hết. Hai bên thành cống giờ đất nó tuột xuống đó các bạn, mà giờ nó ép xuống. Mà sáng giờ thì mình lấy được bên kia rồi, thì còn bên đây nữa. Cái này lâu năm quá đi rồi nó bị mội rồi. Cái ở đây nè, rồi chú mới mướn xe ở cũng gần đây nè, người ta làm rồi cái xe nó mới đắp cái miệng cống đó các bạn, đắp rồi cao quá cái bị bung cái bể luôn. Mình thì nãy giờ mình leo lên thì mình lấy cái miệng cống, còn giờ mình xuống xà lan rồi mình lấy cái đuôi cống ra. Dây điện đồ nhiều quá, sáng giờ rồi bà xã mình phụ đỡ dây điện lum nó ráo rồi, không ai phụ chỗ đó các bạn ơi, nên không có quay cái đoạn đó cho các bạn xem. Thì các bạn xem giùm mình cái đoạn này. Mình thì ngày nào mình cũng ráng ra một cái clip hết, thì nhiều khi thì mình làm những chuyện mà hơi dễ dễ đó là mình quay clip rồi các bạn coi, thì các bạn giải trí thôi các bạn. Còn mấy chuyện mà hơi khó thì dành cho những bạn mà mới vào nghề á, để bạn xem. Mà giờ chú nói chú đổ nguyên một miếng dài từ ở đầu miệng cống tới đuôi cống luôn, mà bây giờ mình khó mà mình lấy lên nè, tại nó dài quá mình phải cuốn. Nãy giờ mình nông lan cho mình cuốn từ đống ra chứ mình xơm hoài luôn, mình xơm hoài không được các bạn ơi, thấy ngang lấy không nổi. Mình lấy lên được mình cũng mừng, giúp cho bà con được. Giờ mình cơ giới mà mình lấy không được rồi, như là chú làm sao mà chú làm được, nên mình mới ráng mình lấy. Mình là cơ giới mà, rồi như làm tay làm đâu nổi. Bây giờ nữa chú đổ rồi mình làm vòng đây nữa, mình làm đắp cho mấy chú nữa khi mà xây cống hoàn thành á. Nãy giờ nước đang ròng thì mực nước ròng hạ thấp xuống là mình cũng dễ dễ làm rồi, chứ hồi nãy nước lớn là nhiều.
mới ngay chỗ cái bục đất khô mình mới thải qua đó. Chỗ này đó bạn, đây là con điện cống hả bạn, giờ mình múc mình làm cái cống khác chỗ này. Giờ mình đổ đất đại cao cao cho chú nữa, mình có mình be. Chắc mình bơi thuốc vô trong kia luôn rồi mình quay đầu ra ăn cho xà lan mình cán lên cho nó mặn đó các bạn. Màn hình của các bạn là mình sẽ qua một cái cầu, rồi gần đó có hàng dây điện nữa các bạn ơi. Giờ mình sẽ hạ cái cabin phà mình xuống, rồi con mình sẽ ngồi ở bên hông với mình, rồi bà xã mình sẽ coi cái máy. Tại vô đây thì cây cối hai bên nhiều các bạn, rồi mình bơi vô trong đây nè thì nước nó tấp á, thì cabin mình nó dướng. Mình bơi qua đó khoảng tầm chừng 200 mét là sẽ có đất, tại có anh kia lại kêu mình. Thì mình bơi vô trong đó tầm khoảng 200 mét thì sẽ có đất. Mình không biết đất vị trí nào nữa, để mình bơi qua cầu rồi mình sẽ điện thoại ảnh. Cái cầu này cũng cao thì cũng dễ qua nữa, thì mình tranh thủ mình qua. Để chiều nay nước nó rồng sát á, nó chảy dữ lắm, thì mình khó mà bơi qua cầu nữa. Đặng đêm nay khoảng cỡ 10 giờ đêm nay à, cái nước lớn, nước đêm thì lớn nhiều hơn, thì mình sẽ tranh thủ vô đập. Nước ngày thì thấp chấm mà mình vô không nổi các bạn. Đây điện đài người ta kéo nuôi tôm các bạn nên rất là nhiều. Bà xã mình đang đeo lên mua đỡ dây điện rồi. Thì qua mấy đoạn này thì mình chỉ bơi chậm chậm thôi các bạn ơi. Nguy hiểm lắm. Điện này có điện không á? Cũng qua được đoạn rồi, dướng cái cabin sau thôi. Cabin sau thì để mình lên trên cái mui á, mình coi cái cầu nó lọt không cái. Còn dướng các bạn ơi, còn dướng khoảng một tí nữa. Rồi thôi để mình đợi nước rộng một chút nữa mình sẽ qua luôn. Mình qua mình dỡ gào lên á thì cái xà lan mình nó sẽ nâng cái mũi lên. Thì cái cabin mình nó sẽ trúng cái thành cầu á, mình để cho nó hợp xuống rồi mình sẽ qua.
mình cũng mới vô đập rồi các bạn ơi. Giờ mới sáng, hôm giờ vô lúc 10 giờ đêm mà mình bơi phả, rồi con mình nó cũng khóc nữa. Ở trong này có cộng dây điện nữa, nên mình quay cảnh vô hơi khó. Đó anh chú đất á. Vậy hả? Đâu có sao đâu, lúc em làm đó em chèn miếng ớt khô lại em cũng đắp cho ngon lành cái gì đâu. Rồi. Anh đó là anh chủ đất đó các bạn. Mình tâm sự thật. Cái lúc mình mới vô đây làm nè, thì cái mình chỉ làm có mình anh đó thôi. Nhưng mà mình vô đây nè, thì nhờ bà con ở đây người ta cũng thấy mình làm á. Rồi cái anh này anh làm luôn, anh chủ đất mình vô nè. Rồi ba của anh làm luôn. Thì như mình vô đây là mình làm là cho ba cha con đó các bạn. Lúc đầu thì mình chỉ dự tính là mình làm chỉ có duy nhất một mình cái anh đang ngồi bên đó thôi. Rồi mấy ngày nay mình làm cho mấy anh ở gần gần đây nè. Rồi anh em người ta thấy mình làm á, rồi người ta mới nói. Thì mình nói tới đó thì các bạn hiểu rồi. Nước ở đây thì nước bằng ngày thì nó ương các bạn ơi, nó không có cao được. Hiện tại giờ nước lớn rồi đó, lớn mà thấp vậy đó. Hồi hôm này nè, hôm này là nước tới đây nè các bạn, ngập tới đây luôn. Mình kéo vô. Giờ mình cũng mới bơi qua đất rồi các bạn ơi. Đây là nhà của ảnh. Đây làm lan thì làm cũng ít không nhiều, người vài tiếng, người 5-7 tiếng vậy các bạn. Mà phải chuyển các bạn ơi. Mà mình hên thì mình được vô cái chỗ vậy đó, mà mình làm được 2-30 đất vậy đó, rồi gom lại. Thì như ba người đi thì ví dụ như người 5 tiếng thì mình được 15 tiếng, thì ba người vậy đó. Nhiều khi mà hên hên thì nhiều hơn thì mình đỡ cho mình một chút.
Còn nhiều khi mà dù như một người làm đi, dù như một chủ làm đi, mình vô cái đập đi, mình lỡ một người làm thôi, mình làm chỉ có 5 tiếng thôi mà mình ra đập mất mấy ngày các bạn. Làm mình cũng vất vả lắm các bạn. Đây là khuôn của ảnh. Cá quá trời ha. Cá nãy mình hỏi ảnh cá gì, nói cá phi rồi á. Các bạn xem kênh, các bạn đăng ký cho mình nghe các bạn. Đăng ký toàn bộ miễn phí hết. Ở góc phải màn hình của bạn á, có cái chuông thông báo. Các bạn bấm vào đó là mình. Đăng ký mình ra một cái clip mới á, sẽ hiển thị vào máy của bạn.